Chán thiệt. Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là An Sù đây. Đố các bạn, cái này mình để dùng làm gì nhé? Đây thì mình sẽ quay cho các bạn để làm gì nè. Đây, ban công nhà mình đây. Đấy. Ở bên shop này là mình để trên máy tên này để giảm nhiệt độ nóng các bạn. Các bạn nào mà có giống ban công giống như mình nè, mà chơi cây á, mà nóng quá thì chỉ có cách đó thôi. Còn các bạn nào mà có tiền nữa là chơi phun sương đó, mình nghèo nghèo cũng ráng chơi cây đó. Như là mình cũng thiết kế làm là cái ban công chơi cây để cây xanh tươi tốt mà. Đây cây nhà mình đây đó, mấy em rồng vàng ấy. Montera có một cây ông anh ông gửi về bên mình nè, cây này cây lớn Montera Daily. Nó sai lá nó cũng to các bạn. Đây lá mới ra của nó đây. Đó. Khá là đẹp. Ấy. Trầu bà sữa. Nhiêu ta? 50, 50 ngàn trầu. Đó, đây trầu bà lỗi nhà mình đây. Đó có cây Peru hay mình giới thiệu luôn nè, có cây Peru này. Tiện nó có cái đốm có cái đốm pha đấy bạn, không biết có trúng số hay không đây, mong là trúng số đó. Có cái mạch pha nhỏ nhỏ rồi, không biết lá 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 thứ hai này như thế nào, thấy chuẩn bị nhú ra đây rồi. Cầu trời cầu Phật đây, Montera luôn mà. Cái này là Bogiana, này là này tự tự giống như dòng bô của Trung Quốc á. Này thì dòng là Bogina là dòng leo. Đấy, lá cũng xinh xinh các bạn. Đấy. Lá cũng đẹp. Bữa mình có đi một chậu rồi, lá cũng form lá đẹp luôn. Đây đó. Lá cũng ok các bạn. Cái này các bạn để trong nhà gần đâu ta? Gần phòng khách rồi đó, rồi chỗ tivi các bạn coi xem phim rồi đó là cũng rất là đẹp luôn á, trang trí nhà là ok luôn. Đây đó, mình cũng dăm mấy chiếc, dăm mấy cái không được đẹp lắm chứ. Đây nè, lá chuẩn bị mới ra của mình nè, Morgana. Thôi đó thì mình chỉ có nhiêu đây thôi, không có gì khác. Ráng làm kiếm tiền chơi mấy cây xịn hơn, chơi lấy ve rồi đấy. Thôi để vài bữa nữa em mình đã đem cây qua mình giới thiệu với các bạn thêm nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình, thì bây giờ mình cũng sửa sang lại cái ban công mình lại, rồi bữa sau mình sẽ quay cho các bạn. Và các bạn xem hay thì